Ôi ôi con gà con kìa. Dở lên coi cưng. Dở con gà cái lưng á, đặt lên lưng ơi. Ô con nè. Quay cái phao cậu ra coi. Mà uống luôn con nè. Gà gì mà giống mình gà giả luôn vậy kìa. Ô quá ngon. Mấy con? Hai con. Mua hai con hả? Hai con là 3 kg. 49 ngày của bà đó cả nhà, cái này mình làm đồ mặn để mình đãi mấy người ăn mặn nha. Đó. Chứ mình cúng đồ chay nha. Quá trời ngon. Bộ đồ lòng. Cái này mình mua cái mình kêu người ta làm á cả nhà. Trời ơi, cái giò gà con kìa, dơ cái giò gà nó đã thôi kìa. Wow. Quá trời ngon cái nhà. Rồi. Làm mà đơn giản ha cái nhà, hai con gà thì mình làm mà lẩu ha. Rồi còn đây là cùi gà chiên nước mắm. Là món mặn. Và thịt kho hộp vịt. Cái đùi gà. Đùi gà thì giặt thôi, cắt cho mình chiên nước mắm sao còn còn. Đặt ở đâu đi nha. Đâu bự lắm. Không có nghĩa là chị nói làm dạy trẻ xui á. Không. Cái này thịt kho hộp vịt. Còn đây là cái lẩu gà. Này á mình nhắc xuống á, gọi đó cái nhà để chọn đó lên đãi. Cái đầu gà quá hấp dẫn. Còn đây là rau nhúng lẩu gà. Mớp bữa nay á, là mình không có gọt vỏ, cái nhà mình cạo á. Tại bóp non, bóp gãy non quá trời nên mình cạo hết cái nhà. Wow, thấy ngon ghê luôn. Dạ, yeah, bà nằm chơi chiêu. Hấp dẫn ghê luôn á. Đó, mùng tơi. Rau ngổ. Ăn ngửi nè cả nhà. Ba dĩa hả? Ba dĩa. Gái lấy đi được cho nghe. Cái gà mà nhìn cái này là mấy đứa nhỏ nó khoái lắm.
Đây là cúng 49 ngày của ba này cả nhà. Đẹp nó dạ cỡ tao được rồi. Đồng đẹp dễ thương. Đúng. Đấy diện đẹp nó đẹp. Sao mà cái dĩa gà nó đơn giản mà nó đẹp quá trời cả nhà. Nó đủ màu. Quá trời đẹp luôn á. Chỉ có gà chiên. Không, cái nhậu ngồi ký để hoài nó chán này. Giờ mình để cái củ hành đó, củ hành trắng thì cho lạ lạ chút cho cả nhà xem từ cái bài cũ. Này bài mới nha cả nhà. Đây là chè đậu xanh để cúng ba. Béo béo. Ồ ồ. Mới nhắc xuống nó nóng. Quá ngon quá ngon. Nó béo quá kìa. Wow, ô kìa. Chè đặc sắc quá trời cả nhà. Rồi. Bút xanh đỏ lên nha. Quá trời luôn. Còn đây là món chay cả nhà. Ớt chuông màu xanh màu đỏ và bông cải và tàu hũ và nấm gơm. Dài dài cái cọng rau cần hết cả nhà. Một hồi nữa cái mình sắp ra dĩa cái mình cho nó thêm một miếng ngò gí lên nha. Thêm một cái chảo đây. Còn ở đây. Còn đây là cái món kho. Tàu hũ mình kho với củ cải trắng, củ cải đỏ và nấm gươm. Đây là cúng 49 ngày của ba này cả nhà. Em quay cho cả nhà xem đây là một cái món xào ha. Ớt chuông và bông cải và tàu hũ. Ớt chuông màu đỏ màu xanh. Đó, cả nhà dòm. Cúng đồ chay đại vậy đó cả nhà, và nấm gươm đồ. Xuất sắc luôn cả nhà, con này đồ kho. Cúng 49 ngày ở nhà là cúng cho ba đồ chay, nhưng mà cũng có làm đồ mặn ha cả nhà. Cái này nước chưa sôi tại vì mới có dọn ha cả nhà. Hôm nay 49 ngày cũng có làm được thùng bia Sài Gòn. Hai chú hạ chén dòng có được không? Đây. Chén cái tăng nè, đi nè, chén cái tăng của mình đó. Cơm này ăn ăn bơ. Của anh em sao ăn? Của anh em ta anh rồi xuống đây ai nhậu vậy? Ủa, đây nè. Dạ bác cơm hưởng. Đi cơm nói vậy cơm cơm cái nhà không phải rồi, không phải rồi, tới đóng điện ke luôn, không có đóng đâu. Xin hẹn lại 100 ngày nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 100 ngày nấu mất bông luôn, đúng vậy gì đó, tôi vô rồi. Một, hai, ba, vô. Miếng kè. Ba nước à? Dù quá cả nhà ơi. Cái này 100 ngày làm mà lớn á, còn vui dữ nữa. Này là chỉ món chay đồ cứ đơn giản thôi mà ngon vậy đó cả nhà.
với có làm thêm một miếng lẩu gà ha, làm cái lẩu gà cả nhà. Ủa sao vô con? Kết thúc rồi cả nhà, giờ em cũng đói rồi, dạ em ăn đây. Hẹn video tiếp theo cả nhà ơi, nhớ ủng hộ kênh của Dung Võ Vlog nha. Cái này là kêu cái ai ấy nè. Còn này cô quýnh cô kêu cái nào nè. Bữa nay 49 ngày là mình kêu bằng cái này là cái kho nè cả nhà. Cái kho. Và cái mình ghi chữ. Mình ghi chữ vô cả nhà. Đó mình ghi sao địa chỉ chưa? Ghi chữ đừng gửi về dưới cho ba. Đây là cái cục trước. Ôi cái này nó nhăn vậy có sao không? Nó kho, cái này là để kho vàng, kho bạc. Kho vàng, kho bạc. 49 ngày là mình phải đốt cái này xuống dưới cho người chết lạnh đó cả nhà, người mất á. Đây là bộ đồ quét. Đó, nguyên cái thùng kho luôn. Đây nè, cá quét. Mình phải ghi tên họ cái nha. À. Còn này là đồ. Này đồ bộ phải không ta? Đồ bộ, đồ bộ Bidama. Đây là thùng vàng, bạc. Wow. Rồi đại nại. Cái mình phải ghi tên họ vô. Thầy ơi thầy, để hỏi thầy. Chuẩn bị đốt kho. Ở đây được không vậy? Bỏ cái gương tiền vô tay á. Gương cái gương. Cái gương tiền công cụ á. Quần áo này. Nếu nào lấy cái gương ra mới được. Quần áo nữa. Là con. Đi xe đi ai dẫn tới kìa. Đó mình cần phải có ông thầy rồi đó cả nhà. Rồi em gửi Dân Minh đón nhận nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Được rồi, nó cháy qua được rồi cưng ơi. Có nhà có nhà.
Thank you.